Hai mẫu đồng hồ thông minh quân đội nha cả nhà. Quân đội ở đây có nghĩa là nó chống sốc, nó chịu được nước đó, nghe gọi pin châu, đo sức khỏe và tập luyện thể thao đầy đủ luôn nha. Thì cái con này là trước đó em đã bán rất là nhiều, cả nhà có thể nhìn lại, gõ A75 là ra đó. Thì lần này em sẽ về lại cả nhà, tại nó rất là bền. À, tuy là không có tiếng Việt thôi. Nè, trở về nè. Rất là nhiều chức năng luôn. Display nè, sleep có nghĩa là đó, watch face nè, đó mình đổi rất là nhiều hình nền. Có app kết nối Android, iPhone này kia rồi đầy đủ nha. Nó rất là đẹp. Còn con này thì mẫu mới ra full tiếng Việt luôn, và đặc biệt có thêm nút xoay vật lý để mình thay đổi giao diện, mình chọn menu nè. Đó. Nhịp tim, huyết áp, oxy máu. Đó. Rất là nhiều chức năng nha. Con này có bản đồ nha cả nhà. Con này lúc mà mình tập luyện thể thao bật Bluetooth lên, kết nối điện thoại. Đó, ví dụ mình chạy bộ được từ đâu qua đâu là nó ghi trong bản đồ luôn. Rất là ok nha. Hàng new. 700 bao ship cả nhà. Con này dây rằng ri. Con nào cũng rất là ngầu, đẹp. Size tầm 42 nha. 700 bao ship hàng mới, chưa qua sử dụng cả nhà ơi. Đó, mình có thể thay dây thép luôn, size 42. À, đầu dây 22 thay vô. Đó. Có điều khiển giọng nói nha. Có đầy đủ sạc rồi đi kèm luôn nha cả nhà. Chống nước đâu để coi. IP con này là IP68 nè, đi bơi được luôn. Trước đó em có đeo rồi. Đó. Còn con này cũng vậy luôn. Thoải mái nha cả nhà, nước nôi thoải mái luôn. Đó, pin châu nha. Cài mình kết nối, mình thay đổi mặt đồng hồ được luôn. Rất là nhiều chức năng nha. Rồi em xin mời cả nhà.